hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là một người bệnh nhân nhà mình, bác có cái răng bị vỡ vào phần chân, nhưng mà mình đã nhổ cái chân đấy cho bác cách đây vài tháng rồi. Thì hôm nay bác quay lại để mình cấy răng thêm lần, thì mời các bạn theo dõi xem các bước mình làm như thế nào nhé. Cái ghép implant cho bệnh nhân thì mình sẽ hỏi bệnh nhân một chút. Chú ơi, vừa rồi thì chú cảm thấy như thế nào nhỉ? Bình thường. Có đau không ạ? Có đau nhiều không? Đợi chút xíu rồi. Chắc cảm ơn chú ạ. Thì cái ca ngày hôm nay thì chất lượng cái thể tích xương của bệnh nhân thì đủ, chất lượng xương thì nó hơi đặc một chút nên là cũng gây khó khăn trong quá trình thao tác, và cũng có một chút nguy cơ sau này vì xương đặc quá thì máu cấp đến cho implant nó sẽ hơi ít nên sẽ cần theo dõi nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.